chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Nhung Đỗ, nơi mà Nhung sẽ chia sẻ những bài tập về giảm cân và đời sống. Bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập nhảy dây 20 phút và sau đó tập bài eo bụng. Chắc hẳn các bạn cũng biết nhảy dây là một bài tập cực kỳ hiệu quả dành cho giảm cân, và Nhung sẽ kết hợp thêm 5 phút bài bụng ở cuối bài để các bạn có một bài tập ngắn nhưng hiệu quả cao. Các bạn cần chuẩn bị một sợi dây nhảy và bắt đầu tập cùng Nhung nhé. Link mua đồ tập Nhung sẽ để bên dưới phần bình luận. Đầu tiên chúng ta sẽ bước vào phần khởi động. Các bạn nhớ là xoay cổ tay cổ chân của mình cho thật là kỹ, khởi động phần khớp cho thật kỹ. Vì nhảy dây thì chúng ta sẽ vận động cái phần thân dưới của mình cũng khá là nhiều. Nhớ xoay vai giùm Nhung nè, từ sau ra trước và xoay ngược lại 5 nhịp từ trước ra sau. Hít thở đều, sau đó chúng ta sẽ chống hông, gập lưng vuông góc, mắt nhìn thẳng về trước. Các bạn lưu ý là mình nhìn thẳng một đường thẳng, không cần phải ngước cổ lên. Hai nhịp về trước thở ra và hai nhịp ngã ra sau hít. Nhớ là thở bằng miệng, hít bằng mũi, lưu ý các bạn nhé. Chân chúng ta thẳng nè, gập vuông góc về trước. Có nhiều bạn các bạn gặp, các bạn cứ khum cái phần đầu của mình xuống sàn thì nó dễ bị choáng lắm. Lưu ý là chúng ta phải nhìn thẳng về phía trước. Bây giờ các bạn kéo giãn cơ thể của mình ra, vuông dài tay, mắt nhìn theo tay, cảm nhận phần lưng và chân của mình căng. Các bạn lưu ý khởi động phần khớp gối cho kỹ. Chúng ta ngồi xuống 2 nhịp, bật gót và đứng lên từ từ thôi mọi người nhé. Động tác này không cần phải làm nhanh đâu. Sau khi khởi động cho dễ phần khớp gối rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu lấy dây nhảy ra và tập thôi. Tác dụng của nhảy dây rất là tốt đối với các bạn nào mà đang muốn giảm cân hoặc là tăng thể lực nhé. Nhất là mùa dịch này thì các bạn nên duy trì cái bài tập này mỗi ngày càng tốt. Và bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ nhảy kiểu cơ bản trước. Các bạn đứng không cần phải quá thẳng gối, hai gối hơi chùng giống Nhung nè. Các bạn quan sát cho kỹ mình làm nha. Hai tay của mình chỉ xoay phần cổ tay thôi. Sau đó chúng ta sẽ xoay đều và nhảy lên. Không cần phải bật quá cao đâu, vì bật quá cao các bạn sẽ rất là nhanh mệt và không có tập được bền đâu đó. Cố gắng nè, chúng ta sẽ tập từ thấp đến nâng cao dần lên. Một bài tập như thế này sẽ đốt được 250 calorie khi mà các bạn tập hết bài bụng 5 phút cuối cùng cùng với mình luôn để trọn vẹn một bài các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển qua nhảy bài nâng cao các bạn nha. Nâng cao là các bạn sẽ phối thêm chân của mình vào. Đây chúng ta sẽ chạy gót của mình, không cần phải chạm mông, các bạn chỉ cần chạy. Ngực của mình sẽ hơi đổ về phía trước một chút. Tay quay đều và nhảy đều nhẹ nhàng lên. Các bạn lưu ý là nhớ hít thở đều trong lúc các bạn tập nha. Đối với những bạn mà mới nhảy dây, các bạn cảm thấy mệt quá đó, hoặc là các bạn có triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt thì các bạn nên bỏ dây xuống, dặn chân tại chỗ, tránh ngồi xuống đột ngột các bạn nha. Dặn chân tại chỗ để chúng ta hít thở đều hơn. Sau đó khi các bạn cảm thấy cơ thể mình khỏe rồi thì các bạn hãy bắt đầu tập tiếp. Tập luyện là không cần phải nôn nóng các bạn. Tập là một cái khoảng thời gian dài, chúng ta cần phải duy trì và kiên trì mỗi ngày. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua kiểu nâng cao gối các bạn nha. Kiểu này thì cái nhịp tim của chúng ta sẽ đạp khá là mạnh đó. Nhung nghĩ những bạn nào mà các bạn mới tập thì các bạn có thể áp dụng cái kiểu đơn giản tập thôi vẫn được, không sao cả. Từ từ khi chúng ta tập quen rồi chúng ta hãy nâng cao. Cố gắng là chúng ta thở đều, nâng cao phần gối của mình lên, ngã người ra phía sau, mắt nhìn thẳng về phía trước. Các bạn lưu ý luôn thở đều trong lúc tập các bạn nha. Trong quá trình tập các bạn cảm thấy mệt quá, các bạn có thể dừng lại, dậm chân tại chỗ và hít thở đều cùng với Nhung. Sau đó chúng ta hãy bắt đầu tập lại tiếp nhé. Không cần phải quá sức đâu. Các bạn chỉ cần kiên trì mỗi ngày thì chúng ta sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, săn chắc hơn và đẹp hơn thôi.
chuẩn bị chuyển qua kiểu nhảy sang hai bên nè các bạn. Hít thở đều vào, nhảy để thay đổi cái biên độ của động tác, nhìn cho nó đỡ nhàm chán hơn mọi người ha. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp lại các động tác với nhau lần thứ nhất các bạn nha. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Động tác cơ bản. Động tác này Nhung sẽ nhảy khoảng 20 nhịp. Và sau đó mình sẽ chạy gót chạm mông lên và lên để thay đổi biên độ của động tác tăng dần lên đó các bạn. Cố gắng nha. Nâng cao gối nè. Nâng cao gối lên mọi người ơi, cố gắng lên. Chuẩn bị các bạn đặt gót chân ra trước cho cái động tác của mình nó thay đổi một chút, đỡ nhàm chán và đỡ mỏi mọi người nhé. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tập lần thứ hai của động tác kết hợp. Lần thứ hai thì mình muốn thay đổi động tác một chút là mình sẽ không chạy nâng cao gối nữa và mình sẽ bật nhảy tại chỗ và tách chân sang hai bên. Các bạn đã sẵn sàng cùng với mình chưa nè? Trước khi chuyển qua động tác đó thì mình sẽ nhảy sang hai bên trước một chút nè. Nhung nghĩ là cơ thể chúng ta đã nóng dần lên rồi, đã đốt được khá nhiều calo rồi đó. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng để chúng ta có thể chuyển qua lần thứ hai của nhảy dây và nhảy động tác tách chân tại chỗ chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua kết hợp lần thứ hai mọi người nha. Các bạn đầu tiên thì cũng bắt đầu là nhảy cơ bản trước. Hít thở đều vào. Cố gắng. Chuẩn bị gót chạm mông, các bạn chạy lên, chạy lên. Các bạn không chạm mông cũng được, chạy nhẹ nhàng thôi, hít thở đều là được rồi. Chuyển nâng cao gối, ngã người ra sau nè. Quay về nhảy kiểu cơ bản các bạn. Chuyển đặt gót để chân của chúng ta đỡ mỏi một tí. Chuẩn bị nhảy sang hai bên các bạn nha. Sẵn sàng chưa? Nhảy sang hai bên trái phải, hít thở đều đặn nhé. Chạy thêm một lần nữa. Cố gắng. Sau đó chúng ta quay về kiểu nhảy cơ bản. Và sẵn sàng chưa các bạn ơi? Chúng ta chuẩn bị tách chân nha. Hít thở đều. Chuẩn bị nào. Các bạn nào mới tập thì các bạn cẩn thận. Nhưng sợ là các bạn sẽ bị vướng cái dây hai bên đó. Thì các bạn lần đầu chúng ta chưa nhảy được thì lần 2, lần 3 các bạn nhé. Đừng nản, đừng bỏ cuộc nè. Nhung nhảy thì cũng bị vướng dây hoài thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tách chân sang hai bên đây. Tách chân sang hai bên. Cố gắng tay quay đều. Bật chân lên nhẹ nhàng thôi. Đầu gối các bạn không cần phải thẳng đâu. Hơi chùng gối lại để bảo vệ khớp gối của chúng ta.
sẽ bỏ dây sang một bên, đứt họ đều vào nhà. Khi các bạn nhảy xong thì các bạn không nên ngồi xuống liền, hoặc là lúc chúng ta quá mệt các bạn cũng không nên ngồi xuống liền mà hãy đứng lại và dậm chân tại chỗ. Các bạn cho hai tay lên cao, hít sâu, thở ra. Chuyển sang bài eo bụng rồi đó mọi người, hít thở nha. Bây giờ các bạn lấy một tấm thảm ra, hai tay chúng ta mở rộng hơn vai, co gối từng chân chạm vào khuỷu tay. Động tác này Nhung nghĩ rất là quen thuộc với các bạn nào mà các bạn đã từng tập cái kênh của Nhung rồi thì Nhung sẽ không cần phải nói lại nhiều nhé. Chúng ta lên cho gối của mình chạm vào khuỷu tay, động tác khá là đơn giản, tác động rất là sâu vào vùng eo, cơ tay vai của mình. Cố gắng lên thở xuống hít, các bạn thực hiện từ 15 đến 20 nhịp cho động tác này nhé. Chuyển sang động tác thứ hai, các bạn chống khuỷu tay của mình ngang vai nha. Khuỷu tay các bạn khép lại, người trên một đường thẳng. Sau đó các bạn sẽ chống từng tay của mình lên và tách chân sang hai bên và hạ xuống. Động tác này Nhung cảm thấy là tập được toàn thân, vừa đốt mỡ mà vừa tập được bụng. Các bạn lưu ý là trong lúc tập chúng ta hãy gồng chắc phần bụng của mình lại. Sau đó các bạn sẽ thu người về, hít thở một chút và chuyển sang động tác thứ ba mọi người nha. Động tác thứ ba này là động tác leo núi khá là quen thuộc. Các bạn vẫn chống khuỷu tay tương tự, chúng ta gồng giữ bụng một chút để cảm nhận được cơ bụng tốt hơn khi tập động tác này. Đối với động tác này, Nhung cảm thấy nó tác động rất là sâu vào nhóm cơ bụng dưới và cả cơ bụng trên luôn nữa. Các bạn cũng thực hiện bài tập này từng chân một trước để cho chúng ta quen. Đầu tiên các bạn co trái, sau đó chân phải, từng bên nào, thở và xuống hít, cố gắng. Sau khi chúng ta đã quen dần với bài tập thì bắt đầu các bạn sẽ chạy nhanh. Lưu ý của động tác này, khi các bạn chạy á, các bạn co gối vào bụng của mình và tiến cái phần vai về phía trước, lưu ý nha. Thực hiện cũng từ 15 đến 20 nhịp và sau đó chúng ta sẽ ngưng. Các bạn có thể lặp lại 3 lần cho 3 động tác này. Sau khi đã hoàn thành bài tập, các bạn trả lưng về, chúng ta chuyển qua động tác thư giãn. Hai tay chống thẳng các bạn nha, cuộn người lên, hít sâu. Phần đầu của chúng ta không cần phải gập lên và gập xuống, các bạn chỉ cần giữ thẳng giúp mình là được. Hít thật sâu, giống như là tư thế lưng gù đó các bạn. Đúng rồi, từ từ chúng ta sẽ hạ xuống. Bài tập của chúng ta đã sắp kết thúc rồi. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của Nhung để ủng hộ cho Nhung nhé. Và ấn nút quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi Nhung up video mới lên thì các bạn có thể nhận được ngay nhé. Bài tập đã sắp kết thúc rồi mọi người ơi. Cuộn lên và hạ xuống. Sau đó chúng ta sẽ kéo người về, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Bài tập đã kết thúc rồi, Nhung cảm ơn các bạn đã tập hết bài tập ngày hôm nay cùng với Nhung. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo nhé.